Hiếu xin chào tất cả quý cô chú anh chị của các bạn. Hiện tại là Hiếu đang có mặt tại một cái hòn đảo hoang. Giờ này đến đây thì sóng bắt đầu mạnh rồi. Thường ngày chúng ta lên rừng, nhưng mà hôm nay thì Hiếu lại thay đổi không khí với cả nhà một chút là chúng ta sẽ xuống biển nhé. Mình sẽ kiểm tra một số dụng cụ trước khi mình lên đảo. Đợt này Hiếu có đem theo một cái đèn pin, đèn này là có thể chống nước, có thể lặn biển được cả nhà. Và một cái kính lặn hồi nãy là Hiếu mượn của ông anh đánh cá này. Đèn trợ sáng, mic máy quay. À, Hiếu đem theo cái túi này để ví dụ như mình có tìm được nguồn nước mình lấy nước này. Rất là nhiều pin dự phòng nhé. Hiếu có thể là ở đây một tuần cả nhà. Với cái lượng pin này thì mình quay hết cái lượng pin này mình sẽ về. Và vài bộ đồ nhé, vài bộ đồ để mình thay. Vì khi mà mình xuống biển á, bị nước biển ướt thì sẽ bị rát và sót, nên mình phải cần có đồ để mình thay. Đó, vài bộ đồ thôi cả nhà. Đó, lần này xuống biển đi đường Hiếu cũng không đem theo dao. Và ra biển thì mình cũng không có làm nhà, không có làm gì quan trọng lắm, nên là mình sẽ tận dụng những cái thứ có ở trên biển, mình làm những cái chỗ trú ẩn thôi. Mình sẽ tự tìm tòi những cái thứ có sẵn ở trên đảo này nhé cả nhà. Bây giờ mình bỏ đồ đạc vào rồi mình sẽ kiểm tra và chúng ta xem xét cái địa hình ở đây một chút, rồi chúng ta sẽ thực hiện cái thử thách này nhé. Mong cả nhà sẽ ủng hộ cho Hiếu trong cái series thử thách sinh tồn này. Đó, bây giờ mình sẽ đi khám phá xem nào. Hiếu đang bay một vòng flycam khám phá ở đây. Bị vướng vào cái cây rồi cả nhà. Chắc là nó bị lọt sáng, nó không cảm biến được. Rồi bây giờ mình phải chạy lên rồi đi tìm rồi cả nhà ơi. Rồi, nó không cảm biến được, nó mình bay thấp quá nó bị vướng rồi. Có bể mình. Bây giờ mình phải leo lên để mình tìm xem. Vướng cây rồi cả nhà, mắc ở trên cây rồi. Mắc trên cây luôn rồi. Vẫn thấy camera ở đây. Thấy cái camera đang quay ấy cả nhà. Nhưng mà bị vướng rồi. Chết rồi. Hy vọng là sẽ tìm được nhé. Sau một hồi tìm kiếm thì mình phát hiện được tiếng kêu ở trên này. Bây giờ mình sẽ đi lên, tèo lên để mình xem nó nằm ở chỗ nào chứ. Ở bên dưới là nhìn không thấy cả nhà ơi. Ở trên này cả nhà. Nhưng mà mình không biết nó nằm ở vị trí nào. Bây giờ mình sẽ trèo lên để mình tìm nó xem ở đâu nhé. Wow. Cuối cùng thì Hiếu đã tìm thấy em nó đây rồi. Đây cả nhà. Wow. Đây, ngay con tay Hiếu đây. Đó, ngay chỗ này nhá. Mày quá. Gai mây rất là nhiều. Cái bụi gai này á. Cái bụi mình đem đây.
cái cây này trúng là cái đám mây nữa. Cuối cùng mình đã leo lên nơi đến nơi. Wow, phê, trúng ngay cái đám mây, gai mây khủng khiếp luôn cả nhà. Đây này, đó, nó là nằm ngay trước này. Đây, cả nhà biết sao, nó trúng ngay cái tay của cây mây nên là nó không thể cảm biến được. Đây rồi, hên quá, không sao. Ui trời, nó đây rồi. Ui mừng quá, thôi để mình tắt nguồn đã. Hoàn thành, tìm lại được em và lấy cam. Ôi trời, cả nhà biết sao, và lấy cam lúc nãy là hiếu tính bay ra cái đảo này một chút để xem cái địa hình của cây cối ở đây, nhưng mà không may nó trúng vào những cái tay của cây mây này, nó xuyên lên, nó xuyên sáng ấy, nên là flycam nó không cảm ứng được, nên là nó vướng vào cái cánh ấy là nó rơi, giống như mình bay mà vướng vào dây điện rồi các kiểu là nó sẽ không có nhìn thấy được nhé, flycam nó sẽ không cảm biến được. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống thôi. Ở đảo thì chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn cả nhà, vì đảo đa phần là núi đá nha, sẽ ít có nguồn nước, vẫn có sự sống, tuy nhiên thì cái nước ở trong cái lòng đất, trong cái núi đá này nó ít nha. Đầu tiên rừng ở đây Hiếu nhìn thấy đó chính là cái cây dứa rừng, cây dứa rừng nha, dứa biển. Và đây mình nhìn thấy một cái lượng rác rất là nhiều, đó chính là những cái vật dụng nhẹ trôi nổi trên mặt nước, nó dạt vào đây. Đầu tiên là xốp này, rồi các cái chai lọ này, dép này. Ở đây nó giống như một cái siêu thị dép luôn cả nhà. Này, dép của trẻ em này. Đó, trẻ em vừa này. Ui, đó, bị trôi dạt vào đây. Chai lọ rất là nhiều. Và cái bờ biển ở đây mình thấy một điều, đó chính là sóng đánh rất là mạnh và làm cho những cái viên đá này, nó bị bào mòn và trơn bóng láng luôn từ ngoài đến vào trong. Và chúng ta sẽ quan sát cái mực nước sẽ dâng tới đâu nhé. Mực nước có thể là sẽ tới đây cả nhà, nó sẽ đánh ở tới đây. Rừng ở phía trên này nó chủ yếu là đá cả nhà nhé, đảo thì đa phần nó là đá. Bây giờ mình sẽ đi tìm một cái vị trí nào đó, vì mình ở đây lâu dài nên mình sẽ chọn một cái vị trí thích hợp để chúng ta dừng chân nhé. Ở đảo tuy là không có nước ngọt nhưng mà mình nhìn thấy có những cái chai nước này này, có nước ở trong luôn. Chai này nó bẩn lắm cả nhà, mình nghĩ không phải là nước ngọt rồi. Nước gì đây? Adon, cái này là chắc là nước gì của nước ngoài, à quà tặng thiên nhiên 500ml, nước uống cả nhà, nhưng mà nó không phải nước ngọt bởi vì trong này nó có cái cặn. Đây, một chai nước vẫn còn miếng, không biết là nước mặn hay là nước ngọt. Là nước ngọt cả nhà. Bên ngoài cái vỏ này này nó dính chút muối nên là nó mặn nhé, trong là nước ngọt. Tuy là không có nước ngọt nhưng mà mình sẽ tận dụng những cái chai nước còn dư này, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một lượng nước nhé, để mình sẽ khám phá ở đây lâu dài, mình sẽ khám phá xem có tìm cách để lấy được cái nguồn nước ở đây không nhé. Tạm thời thì mình sẽ tận dụng cái chai nước như thế này. Nhìn thấy một chai ở đây nữa này. Nóng bốc hơi lên luôn. Chắc là nước ngọt, nhìn cái nước trong mà cái nắp nó còn hầu như là còn nguyên luôn ấy. Chắc là người ta mới dùng. Rất là nhiều chai cả nhà nhé. Nhưng mà chai có, chai không, chai nhiều, chai ít, chai này thì hết rồi. Trong này thì cái lượng rác nhiều. Đa phần cái lượng rác ở đây là xốp nhé, mút, những cái thứ nhẹ nó nổi trên mặt nước, trôi dạt vào đây rất là nhiều.
Ngoài mặt biển thì chúng ta sẽ thấy những cái con ốc nhỏ này. Con ốc nhỏ nó bám vào đây. Ốc nhỏ rất là nhiều. Một chiếc mũ, ôi trời, con gì nhiều thế nhỉ. Dán rồi này. Mình sẽ tận dụng nó để mình đội. Để đây cho nó khô đã. Dép nhiều lắm luôn. Cảm giác lâu dài thì không biết thế nào, nhưng mà khi mà mới đặt chân đến đảo thì cảm giác đầu tiên Hiếu thấy là cái sóng biển nó vui này. Và cái gió biển mát nhá. Ở đây có cả nước ngọt luôn. Một chai nước ngọt. Nhưng mà cái này thì mình không thể dùng được nữa vì nó nước ngọt thì cái hạn sử dụng của nó không được lâu. Sau một hồi tìm kiếm thì Hiếu thấy cái vị trí này nó khá là mát và sóng biển nó cũng không tới đây đâu. Chỗ này cả nhà, ở đây là nó có mấy cái cây này này. Mấy cái cây như này nhé. Đây, có một cây này, hai cây này, ba cây, bốn cây này, nó có một cái ô như vậy. Bây giờ mình sẽ tìm những cái thứ sẵn có ở trên đảo này, chúng ta làm một cái chỗ nghỉ đây. Ở đây có những cái dây như này cả nhà. Dây này là chắc là của những người họ đánh cá này. Đó, có cái phao này. Rất là nhiều những cái dây như này nhé. Bây giờ mình sẽ tận dụng những cái dây này. Mình sẽ gom lại. Để đây. Những cái dây này mình sẽ gom hết luôn. Có những cái áo phao luôn. Đây. Những cái cuộn dây như vậy.
mình vừa tận dụng những cái sợi dây và những cái cây tre trôi dạt vào trong bãi biển này. Mình đan thành một cái tấm lưới như vậy, vừa nằm thử lên thôi, không bị đứt đâu cả nhà. Nhưng mà bây giờ để mà nằm được êm thì Hiếu sẽ tận dụng những cái mảnh xốp này ở trôi dạt vào đây, mình sẽ lót nó lên nhá, để mình nằm nhá, không bị trùng xuống và nó cũng không bị đau lưng nhá. Cái này là mút xốp của cái nệm đây, mình sẽ dùng tận dụng nó để làm một cái tấm nệm nhé. Nhưng mà cái này mình sẽ phải lót một cái xốp ở dưới cho nó cứng cả nhà, nếu không thì nó sẽ bị bùng nhùng này. Cần cái chỗ nằm này nó êm là được. Rồi, thành quả vậy là xong cả nhà. Mình sẽ lên nằm thử nhá. Ây da. Woo. Wow, quá sướng luôn. Rất là ổn. Ui, quá êm luôn. Nó giống như một cái nệm lò xo. Có đồ nhún nữa. Rồi, vậy là chỗ trú ẩn mình đã hoàn thành. Ngồi nhìn ra biển, giờ này rất là mát. Một chỗ nằm rất là êm ái luôn. Đây, những cái tấm ni lông này này, mình sẽ dùng mình làm một cái mái che này. Mình về mình tách ra. Đó, rất là nhiều. Đằng này nữa này. Những cái túi như thế này mình dọc ra. Wow, cả nhà xem. Một cái màn hình tivi mà vẫn trôi được vào đây. Thủy tinh. Mình nghĩ là chắc là cái tivi nó trôi vào đây xong là nó vỡ ra rồi nó mới giạt ra được cái tấm này. Chứ không cái này làm sao mà trôi được, rất là nặng. Cái này chắc là nước biển rồi cả nhà. Phát hiện một cái giỏ này. To chưa? Vẫn còn dùng được, mình sẽ đem về xem tận dụng được cái gì không nhé. Móc quần áo luôn. Trời, đầy đủ.
cái này rất là sắc. Mình sẽ rọc những cái này ra cả nhà. Rọc ra để mình có cái tấm mình che nhé. Để cả như này thì không đủ, Hiếu đã đi lụm một vòng rồi. Mình đang rọc cái ni lông để buộc cái dây này để làm cái mái. Trời bắt đầu đổ mưa rồi cả nhà ơi. Bắt đầu đổ những cơn mưa rồi. Không kịp, chắc mình sẽ dùng cái ni lông mình che để mình để đồ ở dưới này tạm đã nhé. Người ướt thì không sao, mình tắm luôn cho nó sướng. Và bây giờ mình phủ cái lông ni lông lên đây này, để mà lát mình tận dụng mình lấy nước luôn, nước ngọt luôn. Xem mây, mây đen luôn rồi. Mây đen kéo đến này. Mình vừa tận dụng những cái dây để mình làm một cái khung này. Và bây giờ mình lợp những cái tấm ni lông lên nhé. Lúc nãy thì trời có đổ mấy giọt mưa thôi, không có mưa to. Nhưng mà mình cũng sẽ lợp lên để mình phòng lúc mưa mình có đồ để mình che máy móc nhé. Chỗ rú ẩn Hiếu đã hoàn thành. Việc bây giờ chúng ta cần tìm kiếm nguồn thức ăn ở đây này và nước uống là chúng ta có thể sống ở đây được rồi cả nhà. Ôi chà. Bây giờ thì mưa thì mình cũng không sợ nữa nhé, vì cái ni lông này Hiếu đã lợp mấy lớp luôn này. Mình sẽ lấy về mình xem có tận dụng được cái gì không cả nhà. Rỉ hết rồi. Cái cây đào này nó có một cái lớp bông này. Mình sẽ lấy cái này để mình làm bùi nhùi. Cái này nó rất là dễ bắt lửa đây cả nhà. Nó giống như một lớp bông nha. Bông này. Lớp bông rất là mịn nha. Mình lấy lớp này xuống. Mình sẽ tạo lửa bằng cách của những người cổ xưa. Mình sẽ dùng khúc cây này cả nhà. Mình mài để làm một cái mũi khoan nhé. Trên này mình làm cho nó nhẵn. Và hôm nay Hiếu nhặt được 3 thứ để dùng làm cái con quay. Mình dùng được cái nào thì mình sẽ dùng. Đây là cái vỏ của con sò. Con này này. Và cái miệng chai, cái này thì nó hơi bé này. Chắc là cái này là mình sẽ để ra một bên. Và một cái lọ kem. Cái này là chắc là kem dưỡng. Mình sẽ dùng, đầu tiên mình sẽ dùng cái này trước nha. Cái này là nó nhựa nên là mình quá trình mình quay mình sợ nó bị cháy. Mình sẽ dùng thử trước đã. Sau đó thì con sò này nếu mà không thành công mình sẽ dùng con sò thì nó cứng hơn. Bây giờ chúng ta tiến hành nha, mình sẽ làm một cái cánh cung và một cái lỗ để mình xoay nữa là chúng ta sẽ tạo lửa. Mình sẽ phải chuẩn bị một cái bếp trước. Những cái củi nhỏ, lá khô mình để trước ở đây. Khi mà có lửa gái thì mình sẽ cho vào đây cả nhà.
Đây là cái số bùi nhùi mà Hiếu lấy về đây. Gió này, nên mình phải chắn đấy. Mình phải chắn kín lại chứ không là rất là khó đấy. Cái này là một thanh thép này, nó bị rỉ này. Thanh thép V. Một cái đinh mình lấy ở trong một cái mảnh gỗ này. Đây, mình sẽ làm một cái lỗ như này để mình khoan cả nhà. Đó. Rồi. Hiếu dùng cái cánh cung như vậy để mình dùng cái sợi dây này này. Xoắn, chúng ta sẽ xoắn nó lại cả nhà. Xoắn cái cây này lại nhé. Đấy. Đặt nó vào đây. Chúng ta sẽ dùng cái này trước nhé. Mình sẽ dùng hai dụng cụ, con sò và cái con cái ống này. Mình sẽ thử với cái ống xoay này trước đi. Cái này có vẻ là xoay êm. Hy vọng là sẽ thành công. Ui. Hy vọng là đừng có thủng. Khói đấy cả nhà. Để Hiếu sẽ đưa cái máy cận cảnh lại, ghi lại những cái giây phút mà nó lửa lên nhé. Xem nó có thành công không nhé. Xin thần lửa hãy cho con ngọn lửa này. Khói rồi cả nhà. Khói rồi. Khói rồi nhé. Khói nghi ngụt rồi. Wow. Khói kìa. Cố lên nào. Cố lên nào anh bạn ơi, xin thần lửa nào. Ôi trời ơi, cái dây nó lên mất rồi, nó đang ngún rồi, cái dây nó xuống mất. Anh lên nào, có mùn rồi, có mùn rồi. Chỗ cái này nó bị lủng. Cố lên. Xin thần lửa cho con ngọn lửa. Cố lên. Ôi. 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 Cái cây này nó. Ôi. Hình như có lửa rồi. Có rồi. Nó bị lủng mất cái cây nhựa rồi cả nhà. Lủng mất cái cây này. Cháy rồi này. Mình sẽ phải thay cái này thôi. Cho mảnh sò vào. Cố lên nào. Bây giờ thì đến lượt mảnh sò, không biết là có quay được không. Có, được, tốt. Thank you.
mỏi tay rồi. Cố lên. Khói. Khói thôi. Lửa. Hình như là có lửa rồi, có lửa rồi. Sắp có. Ây da. Chưa được cả nhà. Có lửa rồi. Quá đã, thật tuyệt vời. Rá cả cái tay luôn. Lần đầu tiên cái này đáng ra là nó gần thành công rồi. Nhưng mà do nó cháy mất cái này. Cháy mất cái này. Nó thủng luôn. Cái này nếu như bằng thủy tinh thì nó rất là tốt này, nhưng mà bằng nhựa. Wow. Rồi. Đã có lừa. Đã có chỗ nghỉ. Và bây giờ là quan trọng là thức ăn nữa. Giờ sóng đang mạnh. Nó lặn sóng một chút rồi Hiếu sẽ đi xuống, chúng ta cùng lặn biển xem, đi kiếm quanh bờ biển này. Đó, mình vừa nhặt được cái tấm lưới này. Mình sẽ tận dụng làm một cái vợt nhé. Cái giỏ. Xong mình sẽ đi theo cái men bờ. Bắt được con gì không nhé. Phải khâu nó lại cả nhà, không là được con gì nó ra hết. Bây giờ là Hiếu sẽ đi lặn cả nhà, đi lặn biển nhé. Nên là mình sẽ buộc cái phao vào này, cho nó nổi lên. Còn cái lưới này nó chìm xuống này.
bắt được con gì là chúng ta bỏ vào, đỡ mất công nha, nó bị chìm. Đó, buộc hai đầu này lại. Mình đã chế tạo cái dụng cụ để mình đựng xong cả nhà. Và đây là một cái vũ khí rất là lợi hại mà đi biển. Hôm qua Hiếu cũng quên, nhưng mà cái anh lái tàu á, anh nói là đi biển cần có một cái này mà anh có. Nên là anh cho Hiếu mượn một cái nha. Cái này là cái kính lặn đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái kính này để chúng ta đi xuống biển, chúng ta đi săn nhé. Rồi chúng ta đi thôi cả nhà. Mình bơi vào. Ui dạ. Cái nước biển nó làm cho cái đầu của mình cứng luôn cả nhà. Ui. Quá cả nhà. Cái tay của Hiếu nó dập nên là cứ bám vào san hô nó cắt rất là đau nhá, rát luôn. Trời càng về chiều thì sóng càng mạnh. Vào cứ bị chiều á là thủy triều bắt đầu dâng lên nhá. Thủy triều dâng lên thì cái sóng nó mạnh. Mình vừa gặp một cái con nha biển mà nó bay mất rồi. Con này rất là nhanh đấy. Cái này con hàu này, hàu sữa này. Nhưng mà cái này là phải có đục mới được. Ở đây có một cái con gì rất là lạ này. Đi biển mà hôm nay Hiếu mới gặp này. Cô chú nào dân biển biết về con này à? Cho Hiếu biết tên về nó với nhé cả nhà. Comment lại cho Hiếu biết tên với này. Và ở đây thì Hiếu nhìn thấy là cái dòng ốc nhỏ này nhiều này, nhưng mà cái ốc này thì nhỏ lắm. Đây này, đây con này ăn được này. Đấy. Bây giờ xuống biển coi nào. Là sản phẩm đầu tiên mình bắt được. Thank you.
vãi khủng luôn. Quá to bằng bàn tay luôn cả nhà. Khủng chưa? Quá. Wow. Nước vào mũi. Quá đã. Quá. Wow. Để mình vào mình lấy cái giỏ để Hiếu làm nhé, ra Hiếu đẹp vào. Quả nãy giờ đây Hiếu bắt được rất là nhiều ốc luôn cả nhà, sò mai, ốc. Có cái dòng ốc này như kiểu ốc giống như con sò điệp ấy, rồi là ốc gai, hai con cua, với lại ốc ở đây ốc mắt ngọc rất là nhiều. Sò mai này lâu lâu gặp một con, mấy con này thì ở xa, lúc nãy Hiếu ra xa không có cầm máy ra được vì là nó xa quá, mình quay không được cả nhà vì cứ ngập lên cái là phải hai tay. Ôi giời, nước bắt đầu vào đến nơi rồi, vào đến bếp lửa của Hiếu rồi. Bây giờ mình phải dời lửa lên thôi này, bây giờ lên đến đống lửa luôn này. Sóng đánh lên gần tới nơi luôn này. Mình sẽ đổ ra đây cho cả nhà xem nhé. Wow. Cái này phải ăn hai ba bữa. Thực ra thì nó nhiều nhưng mà cái vỏ không thôi cả nhà, ruột nó cũng không bao nhiêu đâu. Con sò mai này thì nó ở ngoài sâu, sâu và các con sò như kiểu sò dương nó cũng ở xa lắm. Hiếu lặn không quen nên lâu lâu cứ ngớp phải cái nước muối, biển nó hết đấy cả nhà. Có hai con cua đâu một con rồi, cua đi đâu một con rồi cả nhà. Mình bắt được hai con cua, cua chắc là nó ra hả? Ôi, hai con cua đi đâu một con rồi. Tổng cộng là mình bắt được nhiều đây hải sản, khoảng tầm 5 kg cả nhà, hơn 5 kg. Đây là sò mai này, con sò mai này, sò mai này, sò mai luôn này, sò mai rồi mấy con sò mai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con sò mai, hai con ốc này, ốc này to này. 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, một con ốc ốc trinh nữ này. Đẹp, con ốc này vỏ đẹp này. Và ốc nón này, ốc nón này cũng nhiều nhưng mà nhỏ. Ở dưới thì mình nhìn thấy con ốc rất là to. Có hai con cua đây cả nhà, à hai con đây, đúng rồi, hai con, bắt được hai con. Nó kẹp đầu lắm nha cả nhà, nhanh. Và con này là ốc gai này. Ốc gai, ốc ngứa. Con này mình nhìn phải kỹ mới thấy được nó này. Nó nằm ở dưới này, này giống như kiểu mà rong rêu thôi. Rồi ốc nón. Này là ốc mặt trăng cả nhà. Ốc này cũng ngon. Nhưng mà con ốc này là vẫn ngon hơn trong mấy con ốc này này. Còn con này thì Hiếu không biết như thế nào. Con này hình như ốc mỡ, con này mình cũng chưa ăn. Con sò. Sò này cũng ăn rồi. Sò này nó chỉ ăn cái hạt, cái hạt của nó. Cái ruột nó không ngon. Đó, ruột nó to lắm. Bây giờ mình sẽ soạn mấy con sò mai này mình ăn trước này. Mấy con to to này, với lại mấy con này mình cũng chưa ăn này, mình ăn thử này. Còn ốc mắt ngọc thì mình ăn rồi, ốc nón cũng ăn rồi, hai con cua. Còn nữa những cái con ốc này thì nó sống dai này. Mình sẽ để dành để lại một ít này, sáng mai ăn. Còn cái này giờ mình ăn trước. Quá quá đã chưa cả nhà, hải sản quá tuyệt vời luôn, đúng là hải sản tươi sống ở biển. Sóng rất là mạnh nha. Giờ này là nước triều bắt đầu dâng lên nên mình bắt buộc phải rời cái bếp lên trên chỗ này, trên khô này, và mình sẽ cào dọn những cái chỗ rác này ra đi. Ở đây xốp nhiều này. Chiều nay nếu như mà nước triều xuống là Hiếu sẽ thu dọn những cái xốp này ở quanh cái bờ biển này. Đó, mình sẽ dọn dẹp mỗi ngày một ít, đến lúc mình về thì nó sẽ bớt đi nha.
mình cũng không biết là ở đây được bao lâu, nhưng mà mình sẽ ngày dọn một ít mình đốt bớt đi, tùy vào cái lượng pin Hiếu có thể ở đây được nhiều hay không nhá. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp lên rồi mình đốt lửa, mình nướng, mình ăn, nghỉ ngơi một chút đã. Mình sẽ dùng hai cái lon bia này, một lon mình sẽ dùng để mình chế tạo muối và một lon thì mình luộc mấy cái con ốc mặt trăng nha, với lại mấy con ốc gai, mỗi con một ít, chúng ta sẽ thưởng thức cả nhà. Dùng cái nguyên tắc chúng ta đun nước biển cô đặc lại, khi mà hơi nước nó bốc hết thì chúng ta sẽ có một cái lượng muối nhé. Còn cái này thì chúng ta sẽ cho cái ốc nhỏ này vào, ta luộc mỗi thứ mấy con cả nhà để ăn nhé. Đó, mình sẽ luộc một ít ốc nhỏ này thôi, chủ yếu là mình ăn mấy con sò mai cả nhà. Đó, làm mấy con này mình luộc ốc nhỏ này mình luộc nó nhanh hơn, còn nướng thì nó lâu. Còn mấy con sò mai này mình sẽ nướng này. Đó, bây giờ cho cái lửa lên là mình sẽ nướng. Sò mai nó to lắm, con nào con nấy nó to. Cả nhà cùng chờ xem cái thành quả, chúng ta xem có thành công cái món muối này không nhé. Cái này thì mình sẽ đun để cho nó cạn. Cái sò này thì nướng từng con thôi cả nhà. Cái bếp nó nhỏ, ốc này thì để ngoài, luộc từ từ. Con này chín rồi này. Ôi trời. Một con nha. Tiếp tục nào. Đấy. Đầu cạn đấy. Nhưng mà cái lượng muối vẫn được ít thôi. Hai bên thành nó bám đấy cả nhà. Đó, mình cọc cạo cái đấy là thành muối nhá. Đó, nó khô gần hết rồi. Ở dưới đáy. Đó, hết rồi. Đó, bây giờ mình đưa ra là có muối nhé. Đây, bây giờ nguội rồi mình sẽ cạo cái lớp này. Không. Đây. Đó. Đây là cái lượng muối sau khi mình cô lại. Đã thành công nhé. Mình sẽ nếm thử xem nó có mặn ngang với cái muối ở nhà mình ăn không. Rất là mặn. Nó cũng như muối vậy thôi cả nhà. Muối cũng được làm từ nước biển mà. Nó mịn lắm nha. Nó không như hạt hạt giống như cái muối thô. Và nó kiểu nó mịn giống như cái muối iốt ấy. Màu nó không trắng tinh giống như cái muối tinh ở nhà mình hay ăn. Đó. Đây, cái mẻ thứ hai cả nhà, Hiếu vừa làm xong nha, cạo nó ra. Mẻ này nó có vẻ nhiều hơn mẻ trước. Mà nó trắng hơn. Hồi nãy là do Hiếu làm cái tro nó rơi vào. Như muối iốt luôn. Nhiều đây là đủ cho mình ăn khoảng 2 ngày. Rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ nướng ốc rồi mình ăn đã cả nhà. Giờ cũng đói đó. Phần thịt nó long ra là nó chín rồi đấy cả nhà. Rồi ra. Ừ. Đấy.
ta cho một ít muối ra đây cả nhà. Ít thôi. Đó. Bởi vì đồ hải sản thì nó cũng đã mặn rồi. Đó. Vậy là hôm nay thì chúng ta được thưởng thức một cái bữa hải sản sau một hồi mình lặn hụp ở dưới biển. Bây giờ Hiếu xin làm thủ tục một chút cả nhà, mời các chư vị sơn thần thổ địa ở đây một ít nhé. Rồi sau này chúng ta cùng thưởng thức. Đó là Hiếu sẽ để ra ngoài nhé, để ra ngoài gốc cây. Giờ này thì sóng biển đã vào đến bờ rồi, nhưng mà cả nhà cũng yên tâm là vì cái chòi của Hiếu làm không có ngập được đâu cả nhà, nó chỉ tới đây thôi. Bởi vì nhìn cái lượng rác là mình biết rồi. Ở đây có cái độ cao mà tầm hơn 1 mét nữa. Rồi Hiếu mời tất cả cô chú anh chị cùng các bạn dùng một cái bữa tiệc hải sản với Hiếu nhé. Đây, bây giờ mình sẽ thử trước cái con này này. Đây là cái con sỏ mai. Nhưng mà cái con này ăn thì chúng ta phải lấy cái phần ruột của nó cả nhà. Nó có cái phần ruột của nó nhé. Đó. Cái này là cái rong rêu nó ăn vào. Và cái phần này này. Nó là chỉ cái hạt này, là mỗi cái hạt này là ngon thôi này. Đó, mỗi cái hạt này là ngon thôi. Đó. Hạt này rất là ngon. Nào, Hiếu mời cả nhà nào, chấm với Hiếu một miếng này. Cái cục của nó như cục thịt nạc luôn. Quá tuyệt vời cả nhà ấy. Đúng là hải sản tươi sống. Ngọt lừ luôn. Hôm nay xuống đảo xuống biển, mình không có đem theo rượu nhé. Vì quá trình mình đi sinh tồn như này, mình cũng không mang theo rượu. Ồ, cái con này nó đang có trứng luôn này. Mình xem cái phần ruột của nó xong là mình sẽ bỏ tách nó ra đi. Xong là mình ăn nhé. Vì ăn nó mà cẩn thận không là cát. Làm miếng nữa nào. Cái đồ hải sản khi mình đưa ra cái là rất là nhiều ruồi. Những cái con ốc này này là mình phải dùng đá để chập đây. Hiếu có chuẩn bị những cái cục đá đây rồi. Một lát là mình sẽ gõ nó. Đó. Bây giờ mình sẽ thưởng thức con ốc này cả nhà. Con ốc này thì nhìn cái thịt nó nhiều không biết là có ngon không. Nó có cái hai cái tai của nó dính nhá cả nhà. Con sò này nó to chưa? Tay Hiếu nướng nó hơi dơ dơ tí cả nhà. Mời cả nhà một miếng nữa nhé. Con này ăn thật sự nó rất là ngọt luôn cả nhà. Hai con rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái con mắt ngọc này. Giờ trước là Hiếu đi đảo, Hiếu cũng đã từng ăn cái con này rồi. Con này cái vố nó là nó sẽ long cái thịt này nó ra. Chắc là mình đun cái ống đấy không căn được nước. Ở đây này cả nhà. Wow, đấy. Cái con này cả nhà đi đảo là mình để ý những ai ăn cái con này á, những người nào mà bụng yếu là ăn cái phần ruột này không nên nha. Mình chỉ ăn cái phần đầu thôi, nhưng mà Hiếu thì Hiếu ăn quen. Cái con này Hiếu ăn nhiều rồi, mà Hiếu thấy cái ruột nó ngon. Rồi cả nhà. Nó hơi mặn. Chấm muối hơi mặn. Trời ơi, con này mới đá nè. Con này nó béo nè. Một con này nó to chưa. Không phải nói chứ ở nhà nếu như ở đất liền ấy cả nhà. Úi dạ. Cái ruột của nó này. Ở đất liền mà cái mẻ hải sản này vào nhà hàng mà ăn là phải tiền triệu mới ăn được. Hải sản nó đắt lắm. Chà. Đã chưa. Cái phần nó có một cái phần ruột cát. Mình sẽ bỏ nó đi. Không đã. Đó, mời cả nhà một con với Hiếu nữa nha. Đây là cái cục thịt của cái con sò mai này cả nhà. Đây là cái phần ngon nhất nha.
cắm một chút này, rồi nó mặn quá, đường muối này nó cũng mặn. Oh, trời ơi, cái này là đúng mà nhai một miệng to luôn đấy cả nhà, hay gọi là cành mồm đấy. Rồi mời cả nhà một miếng với Hiếu nữa này, sò mai này. Phải nói đây là cái phần mà đỉnh nhất của con phò mai, ngọt tuyệt vời, dai dai ngọt. Hiếu đang tò mò cái con ốc này nè. Ngày xưa thì Hiếu ăn rồi nhưng mà con nhỏ không co như này đâu, con này mình phải đập nó ra mình ăn được, rất là tiếc luôn. Con này mà ví dụ mình để mình làm cái móc chìa khóa mình sâu vào mình keo đẹp đấy nhá, nó bóng này, con ốc này mình phải đập nó ra nhé. Mình để được cái sàn nó hơi rung cả nhà, chỗ này mình làm bằng dây mà. Đấy. Con này thịt rất là nhiều nhá. Ồ, cả nhà xem thịt nó khủng khiếp chưa. Kêu nó ra luôn mà. Con này nó còn mắc ở trong cái phần này này, đít đây này. Thôi mình dán cái phần đầu của nó là được rồi. Mời cả nhà một đứa nó thiếu. Con này thịt nhiều nhưng mà nó không ngon bằng cái con phở mai. Đây đây đây, nó lòi ra một phần đây này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đó. Ra đây, ra đây. Ra đây nào, ra đây nào. Ô chà, đây rồi. Con ốc này rất là ngon nha. Ngon lắm. Quá tuyệt vời, rất là ngon. Nãy giờ Hiếu ăn là Hiếu thấy cái con này là vẫn ngon nhất này, đỉnh nhất. Đấy, con này là mình ăn hết luôn này cả nhà, đánh một chút vào nữa là thịt của nó nha, trắng nón này, rất là dai và ngon, nó giống như kiểu sò dương luôn đấy. Cái này mà có thêm một ly nữa thì đúng là đúng bài luôn, vừa ăn vừa ngồi ngắm biển. Chút thôi mà được một mớ rồi nhé, khoảng tầm gần 20 con ạ.
kéo mái, nghẹt cả thở mới lôi được nó lên. Ôi da. Hiếu xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn đã xem hết video của Hiếu. Trong quá trình đi rừng thì Hiếu có thu gom được một số sản phẩm của rừng, đặc biệt là rừng Tây Nguyên cả nhà, được biết đến với miền đất khí hậu có nhiều nguồn dược liệu và dược tính rất là cao. Trên tay Hiếu đang cầm đây là những cái nấm lim xanh cả nhà. Nó được biết đến rất là nhiều công dụng luôn. Từ ngày xưa họ đã sử dụng cái nấm lim xanh này để hỗ trợ điều trị về những căn bệnh về hiểm nghèo, như là ngăn ngừa hỗ trợ điều trị về những căn bệnh ung thư, bệnh về mỡ máu, cao mỡ, tim mạch, dạ dày, huyết áp, tiểu đường, rất là nhiều luôn cả nhà. Các chị em uống vào cái nấm lim xanh này thì còn giúp trẻ hóa làn da này, đẹp da này. Ngoài hỗ trợ điều trị bệnh thì nó còn giúp chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra thì một số sản phẩm như là sáo tam phân cũng là hỗ trợ về căn bệnh gan, ung thư gan rất là tốt. Và những cái sản phẩm như chuối rừng này, sâm cau, nấm ngọc cầu, những cái đồ chăm sóc sức khỏe, rồi mật ong rừng Tây Nguyên. Quý cô chú anh chị có nhu cầu chăm sóc sức khỏe hoặc là mua để làm quà biếu, quà tặng thì liên hệ cho Hiếu qua số điện thoại là 0782282345, Hiếu để ở trên màn hình cả nhà nhé. Trong quá trình đi rừng, nếu như cô chú không liên lạc được với Hiếu thì có thể nhắn tin lại hoặc là kết bạn Zalo nhắn tin cho Hiếu qua số điện thoại đó, hoặc là trang fanpage là Hiếu TV. Đi rừng về Hiếu sẽ liên hệ lại cho cô chú anh chị và các bạn, tư vấn cho cả nhà hiểu rõ thêm về những cái sản phẩm, công dụng, cách sử dụng và cách gửi vận chuyển như thế nào. Cảm ơn cả nhà đã luôn tin tưởng và ủng hộ Hiếu. Hiếu xin chào cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.